Mưa lớn, hơn 400 nhà dân yên bái bị tốc máy, đất sạt lở, chặn quốc lộ 3B. Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo dòng lốc mạnh, hơn 400 nhà dân ở tỉnh Yên Bái bị tốc mái, vỡ tấm lợp, đất sạt lở chặn ngang quốc lộ 3B ở Bắc Cạn. Ngày 1 tháng 8, Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, từ đêm qua đến dạng sáng nay, một số huyện có mưa lớn kèm dòng lốc mạnh khiến nhiều nhà dân bị tốc mái. Tại huyện Văn Chấn có một nhà dân tại thôn Bản Van, xã xã hội bị sập đổ hoàn toàn, gần 400 nhà khác tại các xã Nậm Lành, xã hội, Nậm Mường, Sùng Đô bị tốc mái. Bên cạnh đó, 31 hộ dân ở các xã Phúc Sơn, Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ bị ảnh hưởng như tốc mái, vỡ tấm lợp. Lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhanh chóng kiểm tra, thống kê thiệt hại, các cơ quan chức năng thăm hỏi động viên người dân và huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ họ khắc phục thiệt hại, sớm ổn định đời sống. Cũng trong sáng nay, mùng 1 tháng 8, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Cạn cho biết mưa lớn vào đêm qua và dạng sáng nay đã khiến đất bị sạt lở tại hai điểm là km 126 +015 và km 126 +220 Quốc lộ 3B, đèo Áng Tòn thuộc phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn. Ngay khi nhận được thông tin, Sở Giao thông Vận tải đã nhanh chóng chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đến khắc phục sự cố. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, các địa điểm sạt lở trên đã thông được một làn xe.